tuyên bố như thế. Bữa nay thì nhìn thấy cái phụ đề bằng tiếng Hán đây, như vậy cũng có thể là bức tranh đó lấy từ cái dữ liệu tiếng Hán này, hoặc là tiếng Hán này dịch từ một cái dữ liệu tiếng Anh nào đó chẳng hạn. Sở dĩ ông cảm thấy rất hối hận là bởi vì đã đưa ra một cái thông tin mà nó chẳng có lợi cho ai. Nếu ta đối chiếu theo nhân thế học với cái mô hình 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp á, thì tượng này đâu có chuẩn đâu, phải không ạ? Và hơn nữa, Đức Phật cũng dạy chúng ta là không quan trọng về vấn đề hình tướng để làm gì. Nếu đánh giá Đức Phật qua 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp á, và xem đó là Đức Phật lịch sử, thì người đó đang đi trên con đường tà, và do vậy sẽ không thấy được Như Lai. Thấy được Như Lai tức là không thấy được sự giác ngộ đó. Và do đó tất cả các Phật tử đừng nên quá quan tâm về những cái hình ảnh được mệnh danh là lịch sử của người này chế tác, của người kia phát họa, của người nọ đóng góp. Mà quan trọng là Đức Phật đã đãi để cái gì cho cuộc đời, và ta có thực tập đúng với những cái lời dạy đó hay không. Còn truyền bá những cái thông tin như thế này nó gây hoang mang rất là nhiều. Ta nhìn vào cái gương mặt này thấy vẻ lãng mạn quá, không ạ? Cặp mắt rất là lãng mạn. Và ngài trong cái hình ảnh này trở thành một người rất là mốm. Trong khi theo lịch sử 41 tuổi đó là thành đạo được 6-7 năm rồi. Vì dĩ nhiên là thân tướng của ngài đã được phục hồi sau 6 năm khổ hạnh. Tướng phải rất là đẹp. Chúng ta phải tin chắc như thế. Thì có một cái dữ liệu mà không có truyền thống Phật giáo nào phủ định, đó là sau khi Đức Phật qua đời đó, thì hình ảnh của tôn giả A Nan á được xem như là biểu tượng thay thế Đức Phật. Ngài A Nan á là có cái tướng là giống Đức Phật 90%. Cho nên là ai nhớ Đức Phật tới nhìn là Ngài A Nan chỉ đỡ ghiền. Mà sử liệu mô tả là Ngài A Nan đẹp trai cực kỳ, dĩ nhiên là hơn các siêu mẫu nam. Và Đức Phật của chúng ta cũng vậy, cái nét đẹp trang nghiêm như là một thành quả của nhiều kiếp số tu tập về phước tướng, về phước báo, về tuệ giác, về từ bi, về hỷ xả. Cho nên thân tướng của Ngài đã ngoài cái nét đẹp đặc biệt mà con người khó có ai sánh bì, nó còn có tỏa ra từ cái nội tâm của sự chứng đắc thoát. Ta thử hình dung một người mà có gương mặt giống như là dân anh chị á, nếu mà không có tu á thì thấy người đó dữ, nhưng mà nếu người đó có tu thì người ta thấy là cũng là cái gương mặt đó không thay đổi được, nhưng mà nó tỏ ra một cái gì đó mà mình có thể nhận diện được rằng đây không phải là dân anh chị mà đây là một người chân từ, tại vì nó tỏ ra từ cái tâm bên trong. Dân gian thường nói là tướng tùng tâm hiện. Cái thân tướng bên ngoài của những nhà ngoại giao là giả vờ đóng kịch thôi, miệng nở một nụ cười thật là to, nhưng bên trong đang méo méo sọ. Bên ngoài tay mắt mặt mừng, chứ bên trong là không hài lòng, là đang muốn loại trừ lẫn nhau. Cái đó nó chỉ qua mặt được một số người trong một số tình huống, chứ không thể qua mặt được tất cả mọi người, và nhất là không thể qua mặt được chính mình. Là bởi vì bên trong tâm không có được cái niềm vui thật sự. Mỗi lần mà Đức Phật đi kinh hành từng bước thảnh thơi trong cuộc đời đó, người ta chỉ cần quán chiếu từ xa thôi, cái tác động tâm lý đó nó làm cho người ta có cảm giác là hân hoan lắm, hạnh phúc lắm, nhẹ nhàng lắm, thư thái lắm. Chứ quán chiếu thôi ta đã thấy được cái đó rồi. Là những người bình thường như là tại gia thôi, thỉnh thoảng ta vẫn tìm thấy những người có cái gương mặt rất là phúc hậu, không à, nhìn là có cảm mến liền à, chưa cần chuyện, chưa cần giao lưu tiếp xúc, chỉ cần nhìn thôi là có vẻ là có cảm mến liền à. Nó tỏa ra bên ngoài. Cái phúc hậu thật sự đó làm cho chúng ta rất là dễ mến. Còn nhìn cái gương mặt này thấy không đạt được như thế. Do đó quan trọng là ta phải thấy được Phật qua Như Lai tánh hơn là cái tướng. Vì cái tướng cũng không quan trọng gì. Dựa vào 32 tướng tốt, nếu mà ta ráp nối lại theo cái nhân thể học thì cũng rất là khó coi.
Thứ nhất là bàn tay Đức Phật dài quá cái đầu gối. Trong các loài động vật á, chỉ có là khỉ dựa thôi thì có mấy bàn tay đặc biệt này, đúng không ạ? Còn con người đâu có ai dài quá đầu gối đâu. Nói chung là ba mươi tướng tốt là người Ấn Độ họ dựa trên cái cấu trúc đặc biệt của các chủng loại, và chỉ có chủng loại đó thì được xem là đặc biệt, các chủng loại khác không có. Ví dụ như cái bàn chân của Đức Phật á, được mô tả là giữa cái các ngón nó có cái màng giống như con vịt đó, mà con vịt nó có cái này đặc biệt là liệt vô thành là tướng tốt. Mà nếu ta tin rằng ba mươi tướng tốt là cái như thế đó thì ta nhìn Đức Phật cũng dị hợm vô cùng. Xin lỗi phải dùng cái từ này. Cho nên ta phải hiểu là các nhà nhân thể học vẽ ra cái nhân tướng học dựa trên nền tảng văn hóa của Ấn Độ, đặc biệt là Bà La Môn giáo. Trước khi Đức Phật ra đời 3.000 năm, cái nền văn hóa đó đã từng tồn tại rồi. Và ngay cái ngày Đức Phật có mặt đó thì các nhà tiên tri được mời về để đánh giá, đoán cái tướng để biết được tương lai của Thái tử. Cho nên tất cả các cái hình thể và cấu trúc của nó với những cái tỷ lệ thích hợp thì tạo ra một cái tướng đẹp, và tỷ lệ nó không cần nói là tạo ra một cái tướng xấu vậy thôi. Ở một cái nước châu Phi chúng tôi quên tên, thì quan niệm được gọi là phụ nữ đẹp á là như thế này: cái cằm của người phụ nữ đó nó phải chề ra khoảng chừng 4 cm như thế này, mà nếu ai để được cái liên đó đó thì đó là hoa hậu. Còn dân tộc của Thái á, phần lớn quý vị đều biết, từ nhỏ họ đã được nông cổ bằng cách là đưa vào những cái dòng lắm mà, và do vậy nó được cao một cách nhân tạo chứ không phải tự nhiên. Ai mà cao cái cổ giống như hu cao cổ thì được xem là người đẹp. Nhưng mà là cái quan niệm thẩm mỹ ở từng quốc gia dựa trên nền tảng văn hóa của từng dân tộc khác nhau rất là nhiều, cho nên không có sự tuyệt đối trong thẩm mỹ. Và do vậy ta cũng không nên quá bận tâm. Và chính vì thế mà Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta trong kinh Kim Cương đó, nhìn Như Lai, đánh giá Như Lai qua âm thanh tướng tốt thì người đó không có đi đúng. Cái chữ tà đạo đó nó có hai nghĩa, là không đi đúng hoặc là đi được vòng. Tà là cái bóng nó ngã xuống á, ví dụ như mặt trời đứng bóng á thì cái bóng nó nằm ngay cái chỗ chúng ta đứng. Mặt trời buổi sáng cực sáng hay là về buổi hoàng hôn á thì cái bóng chúng ta nghiêng theo cái đường quyền, nó dài thường được à. Như chúng tôi một thước 43 mà đứng ở dưới chiều hoàng hôn á thì quý vị sẽ đo cái chiều dài đó là khoảng 10 mấy mét á, đâu có đúng đâu. Cho nên cái phản ánh của thực tại đó nó không đúng được bản chất của thực tại. Và các cái mô tả về thân tướng Như Lai nó cũng như thế thôi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là không nên bận tâm là vậy đó. Cái quan trọng là cái tuệ giác mà Ngài đã đóng góp cho cuộc đời, và những giá trị ứng dụng của nó sau khi chúng ta thực tập được, là cái mối quan tâm lớn nhất mà chúng ta cần phải có. Xin đi câu hỏi khác.